Gì hả? Anh đang làm gì đó? Không thấy anh đang chơi chim. Anh lấy sữa cho anh uống nhá. Anh uống vô cho vẹ 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 vẹ. Đấy. Nào, anh lại uống vô. Uống vô. Uống đi. Ngon không anh hai? Tất nhiên là ngon rồi. Cool cookie, vị bánh quy, ngon mê ly. Chút xíu nữa em còn về phòng em lấy thêm thật là nhiều sữa cun cho anh hai nhá. Mà có gì nói luôn đi. Vậy thì anh ngồi xuống đây, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. U cha ơi, anh hai của em đẹp trai số 2, không ai dám nhận số 1 luôn. Chuyện cô giáo ấy giao bài tập là vẽ chân dung, bài tập về nhà của chúng ta đấy. Em đã tìm kỹ trên cả thế giới, cả vũ trụ, cả hành tinh, không ai được đẹp trai bằng anh. Nên là em muốn vẽ anh đồng ý không? Anh đồng ý hai tay luôn. Rồi vẽ luôn đi. Vậy thì anh phải tạo dáng sao cho nó ngầu đi. Ngầu à? Dáng đấy thì đâu có thể nào mà toát lên được cái vẻ đẹp càng tìm càng ẩn, vẻ đẹp tiềm ẩn của anh được đâu. Thế phải làm sao? Tạo dáng siêu nhân đi. Đúng rồi, chân bắt lên, bắt lên, bắt lên. Chân bắt lên cổ. À không phải, chân bắt lên đầu rồi, đúng rồi. Cái mắt này nó chưa có thần thái lắm. Anh phải đá cái con mắt trái qua bên trái. Con mắt phải, anh phải đá qua bên phải. Ủa làm sao mà làm được? Dễ vậy mà không làm được. Thôi thì kiểu khác. Hai cái con mắt đó anh đá vào giữa cho em. Anh lên anh hai, giữ cái tay im im như em con đang vẽ. Còn giữ chưa? Sao làm không có giống gì hết trơn á. Thôi đổi kiểu mắt khác đi. Thôi được rồi, kiểu này nha. Cái kiểu đó giống như kiểu là phù thủy á, giống zombie á, sắc ướp á. Khó quá, khỏi làm người mẫu luôn đi. À, chơi với chim của tôi. Làm người mẫu là phải kiên trì. Vẻ đẹp của anh là vẻ đẹp tiềm ẩn. Nên là em phải mất thời gian như thế là đúng rồi. Khó lắm em không làm đâu. Chán chết được chơi với chim vui hơn. Nhưng mà con chim nó có thích chơi với anh đâu. Sáng giờ anh chơi với nó mệt rồi, nó cần nghỉ ngơi. Anh không nên bóc lột nó như thế. Ý em là anh không được ép con chim chơi với anh chứ gì. Chứ sao? Thế tại sao em lại ép anh làm người mẫu cho em? Dễ nhanh nhanh đi con. Ba đuối lắm mà con. Ba bị ghẻ sao mà cứ đập đà đập đậy vậy? Rồi kiếm chuyện hoài nè. Con vẽ cũng vẽ nhanh lên đi. Chứ ba mỏi lắm rồi đó. Ai biểu ba làm cái dáng khó đỡ quá làm chi? Con tạo cho ai? Đó, dáng này dễ đỡ hơn rồi đó. Còn ông đứng yên ơi, cho con lấy vẽ. Ông hay quá à. Nó bắt tôi tạo cái dáng gì khó thiệt là khó. Tôi đàn ông mà bắt tạo cái dáng, mẹ bỉm sữa đi săn hàng khuyến mại. Dáng đó là tự nhiên lắm rồi đó ba. Nếu ba không muốn nữa thì ba trồng cây chuối luôn đi. Nó vừa nó mới chết đó. Ráng đứng đi cho nó vẽ. Chắc ông đứng yên mà. Dạ, dạ. Mũi chết đó. Mũi ha. Mũi chết. Thôi bố đứng về mỗi con cho bố đứng về nha. Con đang sáng tạo nghệ thuật mà ba mấy bố cứ đánh nhau gây sự hoài. Đi gì ta cậy ông khó lo đó. Vậy tại tôi. Nè ông tự nhiên đạp tôi như vậy. Tôi tác động vật lý vào con ruồi đang đậu trên mông ông thôi. Kệ kệ đó, là đứng yên cho con nó nhẹ đi. Thôi. Tại sao hai người không có trách nhiệm gì với con cái vậy? Ôi trời ơi. Nhờ tí xíu thôi mà cứ rượu qua bên này rồi rượu qua bên kia. Thôi được rồi, con sẽ qua nhà mẹ chấp chấp. Chỉ có chấp chấp mới có trách nhiệm với con cái của ba và bố thôi. Con gái. Ông. Con. Ê bố làm lại nè. Ê. Ủa tại ông vậy? Tại ông á. Ông tại ông á mà con gái nó giận á. Tại ông đó. Tại ông á. Ông đổi ba muốn vẽ làm sao nhỏ nó vẽ được. Chứ mỏi quá mà. Ơ chứ tôi không mỏi à. Ông anh tại ông hết á. Nói chung là tại ông đó. Tại ông hết á. Tại ông. Tại ông. Tôi nói là tại ông nha. Wow.
thật luôn á. Tất nhiên. Bà đẹp không? Nhẹ rẻ. Có một cái điều chị thắc mắc là tại sao ba của chị ở nhà làm mẫu thì chị không thể nào vẽ được, mà ở đây 8 tuất làm mẫu thì chị lại vẽ được. Tại vì ba chị còn điểm tổ. Như em nè, em ngồi chứ em đứng thì em cũng đâu có đứng nghiêm được đâu. Ờ ha, vậy là chị đã hiểu nhầm ba của chị rồi sao? Chấp chấp, cậu thấy tranh của mình vẽ thế nào? Mình thấy tranh của bạn vẽ rất là đẹp luôn. Tất nhiên, theo như cậu thì cậu sẽ cho mình mấy điểm? Theo như mình á, thì bài này xứng đáng được 10 cộng 1 điểm luôn. Tên yêu quái xanh lè xanh lét đáng ghét kìa. Tại sao ngươi xâm chiếm trái đất của ta? Ngươi đang tấn công ta. Hãy xem sức mạnh của ta đây. Trái. Nhân danh công lý và lẽ phải, ta sẽ trừng trị cho ngươi một bài học. Đây là bàn tay sấm sét với một nguồn điện 1000V. Chuẩn bị. Thì anh với bố đang chơi trò siêu anh hùng vui quá trời. Trò này là trò siêu vẹo chứ siêu anh hùng gì. Mà anh đã vẽ xong vậy, tập vẽ chưa vậy? Trời ơi, vẽ nữa hả? Có khi nào nó bắt mình làm mẫu nữa không trời? Dạ rất là có thể luôn đấy ạ. Vậy thôi, chuồng lẹ chứ. Ủa, mà mai nổ rồi hả? Dạ. Em vẽ xong rồi, của em vẽ siêu đẹp luôn đó. Cho anh mượn coi. Đây, em cũng đang định vẽ với anh. Đừng có mà ganh tị nha. Ồ, anh không ngờ rằng em vẽ được một cái bức tranh nó lại tuyệt đẹp đến như thế. Ta sẽ tịch thu. Anh ơi, lại lấy của em mang đi đâu vậy? Nhớ giữ cẩn thận nha. Thơ, anh đi trước đây. Ủa, sao được có 6 điểm vậy? Em được bao nhiêu? Có 8 điểm mà, tại anh bôi bẩn lên đây em mới bị 8 điểm đó. Cao hơn của anh thì còn gì nữa. Cô mời Thơ. Hôm qua bức tranh của em rất là đẹp luôn, nhưng mà anh hai đã mượn về, sau đó là đổ mực nên mới bị điểm thấp như thế này này cô. Cô, em có ý kiến. Cô mời Bảo. Dạ thưa cô. Cô nhìn này, bài của em vừa đẹp hơn vừa sạch hơn bài của Thơ, thế mà lại điểm thấp hơn, cũng là vô lý. Cô cảm thấy có một sự giống nhau. Cô đánh giá bài của Thơ cao hơn, tại vì bài của Thơ là vẽ bằng tay, cho nên cô cho Thơ 8 điểm. Còn bài của em á, là thực hiện bằng máy vi tính, mà lại còn có hành vi gian lận nữa. Ủa, cho sao? Nên cô cho em 5 điểm. Nhưng mà em áp dụng sự tiến bộ khoa học công nghệ kỹ thuật cao mà cô. Nhưng mà đây là môn vẽ thủ công mà, phải vẽ bằng tay chứ. Đúng rồi. Đúng rồi. Và cô đánh giá kết quả dựa trên sự nỗ lực của các bạn. Cô thấy Thơ cố gắng hơn em, cho nên cô cho Thơ điểm cao hơn em. Thưa cô, em lại có ý kiến. Cô mời Thơ. Như vậy thì bài của em xứng đáng được 14 điểm mới đúng. Bởi vì anh hai của em copy bài của em, anh hai được
6 điểm, em được 8 điểm, cộng lại là phải được 14 điểm mới đúng mà. Vậy thì em cố gắng để lần sau đạt điểm cao hơn nha. Còn lần này vẫn là 8 điểm mà cô. Đúng rồi. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài mới nha. Dạ. Bố, hôm nay em gái làm nhục con trên lớp. Con quyết định rồi, con sẽ không đi học nữa. Nhục lắm, nhục lắm. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Cái gì vậy trời, nghĩ sao có hai anh em mà nó làm nhục con trước lớp hả? Mà có chuyện gì đâu, đâu, đâu kể bố nghe, nhanh. Đây, bố xem đi, bố xem đi rồi sẽ rõ. Hai bức tranh dễ thương quá vậy nè. Ha, đẹp ha. Không mà bức này đẹp hơn nha, vẽ như in vậy ông. Tranh qua, tranh qua. Của con với cái Thơ này con hả? Vẽ này, cái này Thơ vẽ này, mà con được điểm thấp. Cái này người ta gọi là trọng nam khinh nữ. Đúng đúng. Ủa? Con là con trai mà. Không, cái này phải gọi là trọng gái khinh trai. Đúng rồi. Câu nó là cái vậy. Cái này bảo giỏi mà tự nhiên chấm điểm thấp vậy là đâu có được. Mà con trai là ai? Nó là đàn ông tụi mình đây nè. Phải lấy lại công bằng cho cánh con trai tụi mình. Ông có cái máy quạt phản lực không? Có quạt phản lực. Cho tôi mượn đi. Tôi thổi banh cái trường, thổi văng cô giáo ra chuồng gà ở luôn. Đúng rồi, trả trả thù cho Bảo Bảo. Đúng rồi. Thổi văng cái trường, văng cô giáo. Văng luôn. Đám học sinh chỗ đâu học? Lấy đi lấy cái gì chúng ta thôn tính đám học sinh. Ờ ha. Đúng không? Không lẽ chúng ta thôn tính trùng với dế. Không thấy ông cho cái máy nào mà nó nhẹ nhẹ hơn xíu. Nhẹ. Tôi thổi văng cái trường với bà cô giáo thôi. Còn lại đám học sinh vẫn ở đó. Bài trường văng cô giáo. Ừ. Máy này ta phải... Khóc kiểu này là đám học sinh nó sợ, nó không dám đi học luôn. Ba. Nghe. Bố. Nó kêu mà như nó chửi vô mặt tôi vậy. Nghe. Hai người có thấy hai cái bức tranh này giống nhau không? Nhưng bức vẽ Bảo Bảo đẹp hơn. Nó đẹp nha. Đẹp như in nữa. Đúng rồi. Đẹp như in. Tại vì anh hai in thật mà. Thì đó nó in. Nín đi, nín đi, ba chửi vô. Này này là Bảo Bảo hư nè. Con yêu công nghệ thông tin á. Cái này là ba đồng ý nè. Nhưng mà con dùng công nghệ thông tin đi copy bài của em. Như vậy là con hư đó. Quá mẹ. Sau khi mượn bài của con được copy ý thường. Ừ. Anh ai còn cố tình bôi bẩn lên bài nữa. Bôi bẩn cái dấu bẩn. Để là con bị trừ đi. Thấy chưa? Thấy con trai của bố chưa? Bị trừ 2 điểm. Sao vậy? Vậy là hư rồi. Quá hư thúi luôn. Con nghĩ làm sao vậy? Lúc nãy là bố tưởng đâu là cô giáo sử ép con, bố mới binh. Nhưng mà bây giờ là con là lười biếng, không bỏ công sức sáng tạo của mình mà lợi dụng là khoa học công nghệ để mà lừa dối cô giáo. Như vậy là quá bậy. Bây giờ bố phạt con. Đúng. Con phải vẽ lại một bức tranh, tự tay vẽ lại nha. Đúng. Và đề tài đó là hãy vẽ lại chân dung người bố đẹp trai dễ thương duyên dáng cute fomewe nhất cuộc đời. Sao chưa? Chán quá, con không thèm vẽ nữa. Gì vậy? Chưa vẽ xong mà. Tại... Tại cái gì? Con không thích vẽ nữa. Trời ơi, cái này là hình phạt chứ không phải là con thích hay là không thích. Con bắt buộc phải vẽ. Vẽ không? Vẽ không? Nhanh. Hôm nay cho con vẽ cái ghế được không? Cái ghế nào? Cái ghế nào đây? Đó, cái ghế đó. Trời ơi, con ơi, mình là họa sĩ. Mình vẽ tranh là mình phải đầu óc mình tưởng tượng lên. Mặc dù đây là cái ghế, nhưng con phải tưởng tượng nó là một cái kiện hành lý, là một cái vali. Còn bố là một tiếp viên hàng không sau dịch. À, đang đẩy vali đi nè. À, đi tour nè. Vậy đi, vậy đi. Hay là bố giơ hai chân lên đi, cho đẹp. Hai chân lên hả? Ừ, để bố có. Bố có hai chân là bố đăng xuất khỏi trái đất đó con. Bớt nhiều lời đi. Dạ, lẹ. Đây là hình phạt chứ không phải là giỡn chơi đâu. Nhanh. Bố xấu quá, vẽ làm sao mà đẹp. Con nói vậy không sợ bố đau lòng hả con? Con phải vẽ, con phải vẽ được bố thì con mới thể hiện được cái sự là thay đổi của con. Vẽ đi, nếu vẽ được bố
con ngoại định. Yeah, mày đi, mày đi. Chào mừng tất cả các em đã đến với chủ đề cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Hai cái người này bị chào hớt. Hai người này tưởng là chị sẽ chào là chị thôi. Xin chào tất cả các em, nên là mới vậy sao chào. Thì cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nó là một cái chủ đề nó mang cái tính hơi khó hiểu. Nhưng mà vấn đề như này, chị sẽ đặt ra một cái trường hợp như thế này thì không biết là cả Duy Anh với lại anh Tiểu Thúy đã gặp qua chưa. Là mình luôn cảm thấy bất công, giống như kiểu là cô giáo giao bài tập về nhà. Một bạn thì hai bạn cùng làm sai, nhưng cô giáo chỉ la một bạn thôi, còn một bạn khác thì cô giáo không la. Ủa, bất công vậy? Cái đó là thiên vị rồi. Thiên vị đó, bởi vậy lại là hiểu lầm. Bữa trước mình đã nói về chủ đề hiểu lầm rồi mà hôm nay vẫn còn nói như vậy. Mới đưa ra một cái vấn đề một xíu xíu thôi đã. Thì chưa trình bày hết, chưa tìm thì hiểu rõ. Thì đó anh bảo ủa tại sao? Đáng ra anh phải hỏi là ủa tại sao? Đáng ra Duy Anh phải hỏi là ủa tại sao vậy chị? Tại sao mà cô giáo không la? Đây chạy vào thẳng vào. Ô nhảy vào họng người ta ngồi nói. Đó là hiểu lầm. Thì đúng hiểu lầm. Đây để em kể cho nghe. Ví dụ như là làm sai nha. Em với bạn em cùng đi học. Sau đó cô giáo giao bài tập về nhà. Và ngày buổi tối ngày hôm đó em rất là cố gắng làm cái bài đó rồi. Nhưng mà em làm vẫn sai. Bởi vì thực ra là cái bài đấy em không có hiểu lắm. Em đã cố gắng tập trung nghe. Còn bạn em ngày hôm sau lên lớp, xong bắt đầu vội vội vàng vàng làm, dẫn đến làm sai. Vậy thì anh nghĩ rằng cô giáo nên là ai? Hóa ra là bạn em là học giỏi nên là chủ quan, không em, cố gắng. Còn em là học dốt nên là đã, mặc dù em cố gắng nhưng mà em cũng làm không đúng, đúng không? Đó, đúng rồi, đúng rồi. Nếu là anh thì anh sẽ la cái bạn học giỏi hay là la cái bạn học yếu? Bạn học dốt thì nói chung bạn đã cố gắng rồi nên là không đáng bị la. Đúng. Còn bạn học giỏi thì bạn chủ quan quá. Bạn giống như kiểu là con thỏ ấy. Của cái đúng, mưa đúng, con đúng, rùa đúng, ấy. Đúng, đúng, đúng. Đấy, bạn nhẩn nhơ đến khi mà nước đến chân bạn mới nhảy. Như thế là không đúng. À nhưng mà nước đến chân mới nhảy cũng đúng thôi. Chứ nếu mà nhảy từ trước đó thì nó mệt lắm. Nếu như đến chân rồi không có nhảy được nữa hết sức. Đúng không? Anh nói ví von với tôi. Thì chắc là bạn của em là chắc nước ngập đầu luôn, nó bị chết ngợp luôn rồi. Nó bị ngợp luôn rồi đúng không? Nước ngập đầu nó mới nhảy, nó ngợp luôn, nó nhảy không kịp nữa. Người ta bảo là không, người ta bảo là nước đến chân rồi mới chạy. Hiểu không? Nước đến chân rồi mới chạy. Thì mình phải chạy trước đó, còn nếu nước đến chân rồi mình chạy ở lúc đó cái lực nước nó cản mình rất là nhiều. Và lúc đó nước lên nó rất là nhanh, mình chạy không kịp. Thôi bây giờ đổi cho câu khác. Mất bò mới lo làm chuồng. Không, mua bò mới. Mất bò mua bò mới đúng rồi. Quay đúng rồi cái gì đó. Quay trở lại đi, mình đi quá xa rồi anh Tiểu Thúy à. Quay trở lại, nếu như mà Duy Anh là cô giáo đi, thì hai bạn, một bạn đã cố gắng làm mà vẫn sai, còn một bạn thì là làm sơ sơ thôi. Sai thì em sẽ la ai? Em có la cái bạn đã cố gắng không? Em sẽ không la cái bạn cố gắng, vì bạn đó là cố gắng làm rồi. Và cái sức của bạn chỉ được có như đó thôi, mình cũng phải công nhận cái thành quả của bạn. Công nhận thành quả sai của bạn. Còn cái bạn rõ ràng bạn đó là biết làm, mà bạn không chịu cố gắng, bạn không làm mà bạn còn làm sai nữa, thì cái đó là một cái tội, và cái đó là mình phải la bạn để bạn biết. Đó, lúc đầu thì nhảy vào họng người ta nói là thiên vị, đúng không? Bây giờ thì lại nói khác, trời ơi, lật mặt luôn hơn bánh tráng. Bây giờ vấn đề làm sao mà cô giáo biết được là bạn này đã cố gắng mà bạn kia không cố gắng? Bởi vậy mới phải, khi mà mình nói về một cái vấn đề gì đó, mình phải xem xét cả một cái quá trình của người ta. Khi mà em xem xét cả một cái quá trình của người khác thì em sẽ biết được người khác có cố gắng hay không. Giống như kiểu cái bạn học giỏi ấy, mà tự nhiên hôm nay bạn làm sai hết tất cả mọi thứ, đúng không? Bạn quá là chủ quan mà mới sai. Những cái này là cái cơ bản, và bình thường là nếu như mà mình dạy bạn ấy thì mình biết là bạn ấy tiếp thu rất là tốt. Vậy tại sao để làm sai? Còn đối với cái bạn học dốt chiến binh kia thì là ngày hôm nay bạn sai là cái chuyện rất bình thường. Nhưng cái vấn đề là bạn ấy đã làm. Bạn ấy làm đầy đủ bài đầy tập. Đầy đủ bài tập. Thì là rất là đáng hoan nghênh. Đáng hoan nghênh rồi, bởi vì người ta năng mặc lực. Mặc dù học dốt nhưng mà người ta vẫn cố gắng đến cùng. Đúng rồi. Cho nên là trong cái cuộc sống này này, nếu như mà các em làm bất kỳ một cái vấn đề gì đó, các em phải cố gắng. Cố gắng tại sao? Nếu như các em chưa có đạt được cái thành tích như là các người khác mong muốn hoặc các em mong muốn, thì ít nhất các em cũng không cảm thấy là hổ thẹn, bởi vì mình đã lười biếng. Và cái thứ nhất, cái thứ hai là để cho người khác họ công nhận cái sự cố gắng của các em, chứ không phải là người ta thấy các em lười biếng, đúng không? Cùng là một cái lỗi sai, nhưng nếu như các em cố gắng mà vẫn sai thì sẽ nhận được sự thông cảm, tha thứ. Còn nếu như mà các em không cố gắng, các em lười biếng thì sẽ rất là khó để ai đó thông cảm cho các em. Hôm trước khi mà đi tham gia vào Cool Marathon ở Huế thì anh đã gặp được một bạn.
bạn ấy mặc dù bạn ấy khá là yếu nhưng bạn ấy cũng đăng ký tham gia chạy. Anh chạy ở top cuối thì là anh đã gặp bạn ấy đang chạy cùng với anh thì bạn ấy bị bạn khác xô té. Té thì bạn ấy ngã rất là đau và đứng lên còn khóc nữa cơ. Anh đã chạy lại gần, anh tính dìu bạn ấy đi ra bên ngoài để cho bạn ấy có sự trợ giúp về y tế nếu mà cần thiết. Nhưng mà bạn ấy bảo không, anh tránh ra, anh tránh ra, em phải về đi. Nhưng mà cuối cùng thì anh cũng đã dìu bạn ấy về. Và bạn ấy mặc dù là về bếp. Về bếp nhưng mà bạn ấy đã vượt qua được chính mình, bạn và ấy đã cố gắng. Đúng rồi, bạn ấy không hối hận, không có gọi là nghĩ là tại sao mình không cố gắng. Cái thứ nhất là cho cái bản thân của bạn ấy đã đạt được, vượt qua được chính cái bản thân của bạn ấy. Và những cái người xung quanh họ cũng công nhận cái sự cố gắng của các bạn ấy. Chứ ví dụ như là một bạn thỏ đi, bạn ấy về bếp cuối còn chậm hơn cả bạn rùa. Vậy thì người ta sẽ trách bạn thỏ. Tại vì sao? Người ta biết được cái năng lực của bạn thỏ là nhảy rất là nhanh. Nhưng mà bạn thỏ đã quá là lười biếng. Đúng không? Quá là chủ quan. Quá là chủ quan, nên là trong cuộc sống làm bất kỳ một cái gì, dù là nhỏ bé, các em cũng nên cố gắng cho bản thân của các em, chứ không phải là cố gắng cho bất kỳ một ai khác. Nếu như các em muốn được người ta công nhận thì trước tiên bản thân của các em phải cố gắng trước là đúng không? Cố gắng hoàn thành bất kỳ cái nhiệm vụ nào đó. Thì nếu như các em có làm sai thì cũng rất là dễ nhận được cái sự thông cảm nếu như các em đã cố gắng. Còn đừng có lười biếng, lười biếng mà đòi người khác công nhận là không được đâu. Còn bây giờ thì bye bye các em. Hy vọng rằng bài học này có ích với các em. Chiến thắng, chiến thắng sẽ đến không xa, vì chúng ta là vô địch. Ngày mai cùng ta ghi bàn để khiến giấc